Trước khi vào thuyết pháp, hãy ghi nhớ những gì ta truyền đạt trong cuộc sống. Các mỗi chúng sinh đều có sinh mệnh và hành trình. Nếu chúng ta lạc lối bước vào đường tối thì rất khó để quay đầu lại. Ta cho con bài học và kinh nghiệm sống để được bình an và an lạc. Hãy lắng nghe ta thuyết pháp. Sở dĩ người đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ không thuộc về mình. Nếu người không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho ta. Vì chính tâm ta không buông xuống được, hãy luôn cảm ơn những người đem đến nghịch cảnh cho mình. Người phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho người khác dù người xấu bao nhiêu. Thậm chí người đã làm tổn thương ta, ta phải buông bỏ, như vậy ta mới có được niềm vui. Khi vui, phải nghĩ rằng niềm vui này là không phải vĩnh cửu khi đau khổ. Hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn, sự tính trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. Có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc vì chia ly là lẽ tất nhiên. Đừng lãng phí sinh mạng của ta trong những chốn mà nhất định ta sẽ ân hận. Khi nào thật sự buông xuống thì lúc ấy ta sẽ hết phiền não. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, nhìn lại chính mình, sửa đổi mình, ta mới có thể thay đổi người khác. Đừng có thái độ bất mãn người khác. Ta phải nhìn lại kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính ta. Nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho người khác thì lòng ta sẽ không bao giờ được thanh thản. Khi trong tâm ta chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. Hủy diệt người chỉ cần một câu vô tình, ta phải xây dựng lại mất ngàn lời. Xin người, đa khẩu hạ vô tình, vốn dĩ không cần quay đầu lại nhìn người nguyên dù ta là ai. Ta giả sử người bị kiếm cắn anh một phát, chẳng lẽ anh giết con kiếm đó sao? Không nên, và hãy tha thứ và nghĩ đó là cảm xúc bất thường của người khác khi nóng này. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ đến người không hề mà ta yêu thích. Đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của người, như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận và thông cảm cho ta, là một nhánh cây đẹp như vậy. Tại sao ta lại hủy hoại nó cùng một mảnh tâm? Tại sao người phải chứa đầy những não phiền như vậy? Những thứ không đạt được ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì ta hiểu nó quá ít. Ta không có thời gian ở chung với nó, nhưng rồi một ngày nào đó khi ta hiểu sâu sắc sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng trong ta. Sống một ngày là có hạnh phúc của một ngày. Nên phải biết chân quý, khi ta khóc ta không có dép để mang, rồi ta nhìn người khác không có chân, tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với ta. Mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí phải biết chân quý cuộc sống của ta hơn. Ta không hiểu được cuộc sống thì cuộc sống đối với ta mà nói chính là một sự đố kỵ. Tính cố chấp là nguyên nhân của khổ não. Ta buông tính chấp ta mới được sự tự tại. Đừng khẳng định về cách nghĩ của ta quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. Khi ta thành thật với chính ta, thế giới sẽ không ai lừa dối ta.
ta che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ xảo quyệt lừa dối. Ta âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự cầu nguyện chúc phúc vô hình. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu ta không suy xét chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì ta mắc phải nhầm lẫn là chuyện thường tình. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem hành động và xuất phát điểm của họ có giống nhau không thì ta có thể biết được người khác có thật lòng không. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. Ta không tắm rửa thì càng sức nước hoa càng thấy hôi. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài, có đức sẽ thơm tho, thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của ta đi. Ta cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế ta sẽ rất buồn, khổ. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. Nói một lời lừa dối thì phải bịa thêm chục câu không thật nữa để đáp vào, cần gì khổ như vậy, sao ta không nói thật lòng, sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì. Thì ta chẳng khác gì kẻ phạm tội, quảng kết nhân duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào khác kể cả người thân của ta. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự chỉ báng. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính ta. Ta có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả, đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên ta cần phải tùy duyên mà hằng bất biến. Bất biến mà hằng tùy duyên, từ bi là vũ khí tốt nhất của chính ta. Chỉ cần đối diện với hiện tại, ta mới vượt qua hiện tại. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Khi ta dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm ta. Ta không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. Có lúc ta muốn thầm hỏi mình, ta đang đeo đuổi cái gì, ta sống vì cái gì. Trên hành trình của ta, đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của ta. Cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi ân tình của người khác. Cảm ơn Thượng Đế với những gì ta đang có, cảm ơn Thượng Đế những gì ta không có. Nếu ta có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ tích cực cho họ thì đó mới là lòng từ bi. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của ta. Đừng phô điều xấu của người khác, tự nhiên ta sẽ hóa địch thành bạn. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm ta. Đừng lừa dối chính ta, nhân quả không nợ ta thứ gì. Cho nên xin đừng oán trách, đa số cả đời ta chỉ làm được ba việc: chịu khổ, không lừa dối và tha thứ. Tâm là thứ ta cần điềm tĩnh, người khác có thể dối gạt ta nhất thời. Nhưng tâm tĩnh không thể nào lừa gạt ta, chỉ cần tự giác tâm an thì đông tây nam bắc đều tốt. Nên ta cần trọng tâm, khi trong tay ta nắm chặt một vật gì mà không buông xuống được thì ta chỉ có mỗi thứ này là bực dọc. Nếu ta chịu buông xuống thì ta mới có cơ hội chọn lựa những thứ tốt hơn. Nếu ta luôn khư khư với quan niệm của ta không chịu buông xuống thì trí tuệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ đó mà thôi. Nếu ta có thể sống qua những ngày tháng bình yên thì đó chính là một hạnh phúc lắm rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn tật, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mắt. Ta có quan niệm của ta, người khác có quan niệm của người khác. Người khác không dính dáng gì tới ta, chỉ cần người khác có thể, người khác sẽ cảm hóa được ta. Nếu không thể thì người khác đành cam chịu và im lặng. Ta hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì ta cần phải đối diện hiện tại. Ác khẩu mãi mãi đừng để thoát ra từ miệng ta.
cho dù người khác có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, ta càng nguyền rủa họ. Tâm ta không điềm tĩnh, ta hãy nghĩ, người khác chính là thiện tri thức cho ta bài học cuộc đời. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại ta, đánh ta, hủy báng ta, nhưng ta đừng vì thế mà oán hận. Vì sao? Vì ta nhất định phải giữ tâm điềm tĩnh và tâm hồn thanh tịnh. Nếu ta khác chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Ta muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. Thế giới vốn không thuộc về ta, vì thế ta không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp ngang bướng. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta. Bởi ta không thể thay đổi được thế giới, nên ta đành phải sửa đổi bản thân ta, đối diện với tất cả bằng lòng tâm từ bi và thành thật. Luôn ghi nhớ và không tranh đua với người khác, chúng ta luôn quý trọng những gì chúng ta đang có như vậy, sẽ được bình yên. Mr. Rossi, yes, ah.